Kính thưa quý khán giả, trước khi phân tích ưu và nhược điểm của người tuổi Nhâm Tý thì hãy cùng khái quát về tính cách và những điểm đặc trưng của người tuổi này nhé. Thì tuổi Nhâm Tý chính là con chuột, con vật này được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu trong số 12 con giáp. Do đó, những người cầm tinh con giáp này thường có tài năng lãnh đạo tự nhiên, họ quản lý rất là tốt. Và hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sự sáng tạo, nhanh nhẹn và tháo vát của họ. Người tuổi Nhâm Tý rất là bộc trực, họ thành thật nhưng cử chỉ lời nói của họ lại đều khiến chúng ta có cảm giác là người đó rất là chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm và họ không bao giờ cho ai cái gì trừ phi người đó thực sự quý mến. Giả như là bạn có thể lấy được của người tuổi Nhâm Tý một vật quý giá thì sự đánh giá của họ với bạn ít nhất phải tương đương với giá trị của vật đó. Người xưa cho rằng người cầm tinh con chuột về tính cách thì thường đa sầu, đa cảm, họ mềm mỏng, dịu dàng, song đa phần là người tốt, có tính tình lại hơi ương ngạnh và có người có tính nóng như lửa. Về mặt trí tuệ thì là người thông minh, lanh lợi, tháo khoác, làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Về đặc điểm tính cách của người tuổi Nhâm Tý thì những người tuổi Nhâm Tý thường thể hiện sự tỉ mỉ, siêng năng và luôn nỗ lực không ngừng trong công việc. Họ là những cá nhân có tinh thần trách nhiệm cao và luôn chú trọng đến chi tiết. Điều này giúp họ hoàn thành nhiệm vụ một cách rất là xuất sắc và bên cạnh đó thì họ rất là giàu tình cảm, thân thiện và có tính cách hướng nội. Sự dễ mến của họ thu hút mọi người xung quanh, tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp và thân thiết. Họ có khả năng linh hoạt, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh khác nhau. Họ không ngại thử thách, nên người tuổi Nhâm Tý luôn tìm ra cách để có thể vượt qua những cái khó khăn, đồng thời có thể phát huy tốt nhất khả năng của bản thân. Người tuổi Nhâm Tý rất giỏi trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Họ rất là hòa nhã, sống có quy tắc, thường xuyên chú trọng đến sự gọn gàng và ngắn gọn trong lối sống hàng ngày. Họ còn có sở thích thu nhập và tích lũy thông tin với khao khát mạnh liệt về tri thức. Điều này không chỉ giúp họ có thể mở rộng hiểu biết mà còn có thể tăng cường khả năng giải quyết vấn đề trong công việc. Thêm vào đó thì họ thích khám phá và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên với sở thích du sơn ngọn thủy. Thì những chuyến đi này không chỉ có thể giúp họ thư giãn mà còn là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo trong cuộc sống và trong công việc. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột là tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, sự mưu trí. Nên những người tuổi Nhâm Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những cái ý tưởng độc đáo, những cái ý tưởng sáng tạo khi làm việc tập thể. Và họ cũng sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn để đem lại thành công và sự giàu sang cho mình. Những công việc nhàm chán, đơn giản thường không đem lại hứng thú cho người tuổi Nhâm Tý và họ luôn muốn thử sức mình trong những cái lĩnh vực khó, những cái thách thức của bản thân. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó thì cuộc sống của tuổi Nhâm Tý tượng trưng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, có tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần có đam mê thì con giáp này sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công nhất định. Và càng khó khăn, gian nan thì người này lại càng kiên trì và tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng phải kính trọng, nể phục tài năng của họ. Nữ nhân tuổi Nhâm Tý sẽ có tính cách chi ly, tiết kiệm, đôi lúc là hà tiện quá mức, nhưng nếu đó thật sự cần thiết thì họ không hà tiết tiền để mua. Bản tính của nữ nhân cầm tinh con giáp này là luôn giữ sự kín đáo bí mật của mình. Đối với mọi vấn đề mà họ đang nắm bắt,
và hiểu biết khá là sâu sắc và tinh tế. Vì người tuổi Nhâm Tý rất là chăm chỉ và tiết kiệm, nên họ không ưa những kẻ tùy biến và hoang phí. Họ còn là người luôn kiềm chế, không biểu lộ tình cảm ra bên ngoài, cho nên khi nào bạn thấy họ nổi nóng hay là vô lễ thì hẳn là họ đang rất là buồn bực. Người tuổi Nhâm Tý dễ bị người tuổi Sửu hấp dẫn. Họ thấy người tuổi Sửu là chỗ dựa đáng tin cậy của mình, và họ thấy người tuổi Thìn hòa nhã. Họ phát hiện ra người tuổi Nhâm Tý còn đa nghi hơn chính. Họ thấy người tuổi Nhâm Tý có thể là người hợp tác tốt. Người tuổi Nhâm Tý luôn có xung đột với người tuổi Ngọ, bởi vì người tuổi Ngọ luôn cô độc. Người tuổi Nhâm Tý thì lại không hợp với người tuổi Dậu, vì người tuổi Dậu lại thiếu thực tế. Tiếp theo là mời quý anh chị cùng tìm hiểu về yêu và nhược điểm của những người tuổi Nhâm Tý này. Về yêu nhược điểm của ưu điểm của người tuổi Nhâm Tý thì người tuổi Nhâm Tý có trí nhớ rất là tuyệt vời. Họ ghi nhớ từng tất cả mọi thứ từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn rất lâu. Họ thích đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đó. Đây cũng là một cái thú vui trong cuộc sống của họ. Do đó, người tuổi Nhâm Tý có tiềm năng để trở thành nhà văn, nhà báo giỏi. Người tuổi Nhâm Tý làm bất cứ nghề gì, việc gì, họ cũng đều gặt hái được những thành công nhất định. Họ thích đương đầu để khắc phục mọi khó khăn. Với sự sáng tạo thì họ là người có trực giác, bén nhạy, có tầm nhìn xa, trông rộng, có năng khiếu kinh doanh, buôn bán. Với người tuổi Nhâm Tý, khó khăn khiến họ càng thành đạt hơn nữa. Trong mọi tình huống nguy hiểm thì người tuổi Nhâm Tý luôn có những cái cách giải quyết rất là tối ưu. Họ là người thận trọng, thường đưa ra những cái phương án, những cái cách giải quyết rất mạo hiểm. Tuy nhiên thì họ lại là người có năng lực dự đoán nguy hiểm và họ biết dừng đúng lúc trước khi tình trạng tồi tệ sẽ xảy ra. Người tuổi Nhâm Tý luôn biết kính trên nhường dưới. Họ luôn quan tâm, chăm sóc trẻ nhỏ và luôn tin tưởng những người ở trên mình. Vậy thì nhược điểm của người tuổi Nhâm Tý như thế nào? Thì người tuổi Nhâm Tý đôi khi khá là dè dặt và thường che giấu cảm xúc mạnh mẽ của mình. Khi buồn thì họ có thể sẽ xuất hiện lo lắng, có khi là đề cao và tỏ ra quan trọng. Họ không thích sự trễ giờ và những cái lãng phí không cần thiết. Họ cũng không ưa những người lười biếng hay là những người chuyên gia thất hứa. Người tuổi Nhâm Tý thường có xu hướng phê phán và nhận xét về người khác. Điều này đôi khi xuất phát từ một cái tính cách quá cẩn trọng và nhạy cảm. Họ có thể đưa ra những cái lời bình luận và đôi lúc sự cẩn trọng này có thể sẽ trở thành sự quá khích trong giao tiếp. Trong lĩnh vực mua bán thì người tuổi Nhâm Tý thường thể hiện sự khôn khéo khi bạch cả. Họ sẽ không ngần ngại để đưa ra những cái yêu cầu hoặc là đề nghị nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho mình. Đặc biệt là họ luôn tìm kiếm cách để có thể tối ưu hóa chi tiêu và tiết kiệm. Điều này thể hiện rõ trong việc họ cân nhắc giữa giá trị và chi phí. Điều này không chỉ là một phần trong tính cách của họ mà còn là một cái chiến lược sống sẽ giúp họ đạt được mục tiêu tài chính. Họ coi trọng sự chính xác và tính công bằng trong mọi giao dịch nên đôi khi có thể bị xem là cứng nhắc trong mắt của người khác. Những người Nhâm Tý thì thường có tính cách hễ đặt mục tiêu dành dụm tiền bạc thì họ sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được. Nếu chưa đạt được mục tiêu thì họ sẽ chừa người tay. Nói chung là họ là những người hết sức cần cù, nên chính vì thế mà trong cuộc đời mình họ rất ít khi phải lo lắng hay là gặp khó khăn về tiền bạc. Tuy nhiên thì vì lòng dạ mềm yếu nên đôi khi tuổi Nhâm Tý bị người khác lợi dụng và lừa gạt. Sự cần mẫn và điểm yếu của người tuổi Nhâm Tý thì người Nhâm tuổi Nhâm Tý thường thể hiện một đặc điểm nổi bật chính là sự tận tụy và tham công tiếc việc. Họ luôn đặt công việc lên hàng đầu và có xu hướng làm việc không ngừng nghỉ để có thể đạt được những cái mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Tuy nhiên, sự cống hiến này cũng có thể trở thành một cái điểm yếu khiến họ sẽ bị áp lực và căng thẳng. Những người thuộc tuổi Nhâm Tý cần nhận thức rằng việc quá chú trọng vào công việc có thể sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong cuộc sống. Vì cái đặc điểm này
mà họ đôi khi có thể bị người khác lợi dụng trong công việc, việc sẵn sàng làm thêm giờ hay là đảm nhận những cái nhiệm vụ khó khăn một cách không cần thiết có thể khiến họ mệt mỏi và kiệt sức. Điều này cũng có thể dẫn đến tình trạng không rõ ràng trong quan hệ đồng nghiệp khi mà họ có thể bị xem là một cỗ máy lao động. Thay vì là một thành viên có giá trị ở trong nhóm, thì để có thể phát triển tốt hơn và tránh những cái cạm bẫy này, thì người tuổi Nhâm Tý có thể thử đặt ra giới hạn cho bản thân trong công việc. Việc học cách từ chối những cái nhiệm vụ ngoài khả năng hoặc là không cần thiết có thể giúp họ duy trì sức khỏe tinh thần và cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.